Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và để liên lạc với chương trình, quý vị gọi đến số điện thoại 028 39 101 101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu, tức là trước giờ lên sóng 1 tiếng đồng hồ. Với những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, mỗi tuần thì Trò chuyện đêm khuya chỉ có thể kết nối được với 2 đến 3 thính giả. Mà số lượng thính giả gọi về cũng như nhu cầu được chia sẻ, được tư vấn cùng với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai thì rất đông. Nhưng vì tiêu chí của chương trình là chúng tôi mong muốn mỗi cuộc trò chuyện sẽ tháo gỡ mọi vấn đề mà quý vị đang gặp phải, thì không chỉ riêng với thính giả được kết nối trong chương trình mà có thể với những người đang nghe chương trình, chúng ta cũng có thể cách nào đó tìm ra hướng đi trong câu chuyện của mình nếu chúng ta đang gặp phải vấn đề rắc rối. Vì vậy mong quý vị cũng chia sẻ với chương trình Trò chuyện đêm khuya, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được những cái điểm mở trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong đời sống hôn nhân, trong quan hệ vợ chồng cũng như là trong gia đình. Bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho Trò chuyện đêm khuya. Alo. Dạ. Alo. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, xin chào chị. Dạ, anh cho Phương Huyền biết mình đang gọi tới từ đâu anh ha? Dạ, tôi ở ngoài Quảng Nam nghe chị. Ồ, Quảng Nam. Mình nghe chương trình lâu chưa anh ạ? Dạ, em cũng mới tìm hiểu chương trình đấy chị. Dạ. Vì cũng từ công việc, từ cái việc của gia đình cho nên cũng lên mạng tìm hiểu mới biết, mới gọi thì. Dạ, anh tìm hiểu như thế nào mà anh biết được Trò chuyện đêm khuya anh ha? Dạ, tìm ở trên thông tin về các chuyên gia về tâm lý, sau đó thì cái những cái đường link nó dẫn tới cái chương trình của mình, rồi có xem, có nghe một vài. Dạ, vậy. Anh có nghe vài số ở trên YouTube đúng không? Dạ. Thì nhân đây qua chia sẻ của anh thì Phương Huyền cũng muốn nói thêm với quý vị thính giả. Ví dụ như là mình cũng có thể giới thiệu cho bạn bè mình nghe được là trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn thì sẽ đăng tải lại những chương trình mà đã phát sóng. Thực ra chỉ cần mình gõ từ khóa là Trò chuyện đêm khuya thì nó sẽ ra cái đường link của chương trình. Mình có thể nghe được tất cả những số mà chương trình đã đăng tải trên trang web. Và như Phương Huyền nói từ ban nãy đó, có thể là câu chuyện của mình thì nó là vấn đề của riêng mình, nhưng mà trong cái cách giải quyết của cô, trong những gợi mở của cô và trong vấn đề mà mình đang gặp phải, đôi khi những thính giả khác nghe thì mình cũng có thể tìm ra được hướng đi cho chính mình, đúng không anh? Và cũng như anh thì từ chương trình thì mình nghe rồi mình có thể kết nối cùng với Trò chuyện đêm khuya tối hôm nay. Cảm ơn anh và cũng mong là có nhiều thính giả biết tới chương trình hơn nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu anh ha. Mình đang gặp vấn đề gì ạ? Dạ, cũng một tháng nay rồi thì hai vợ chồng cũng có chuyện lục đục xảy ra. Thì cái lỗi thì chắc là theo mình nhìn nhận là lỗi của mình. Rồi nó cũng lâu ngày, nó lặp đi lặp lại thì vợ mất tình cảm, rồi vợ nói lời chia tay. Dạ. Dạ. Nói chung... anh có thể cụ thể hơn một chút. Ví dụ anh chị kết hôn từ bao lâu? Được bao lâu rồi? Dạ, kết hôn đến đây là 14 năm rồi. 14 từ năm 2003. Dạ. Mình có mấy cháu rồi anh ha? Dạ, hai cháu gái vậy. Một cháu đầu năm nay 15 tuổi, học lớp 9. Cháu sau thì 12 tuổi, học lớp 6. Dạ. Thì hai vợ chồng gặp những vấn đề gì? Anh có thể nói nó cụ thể hơn một chút. Vấn đề gì từ lúc nào? Dạ, thì nói chung trong quá trình cuộc sống 15 năm qua thì nói chung hai vợ chồng cũng vui vẻ, nhưng mà thật ra ở mình thì có những cái lỗi, thì mình đi ra nhiều khi cũng hay có những cái quan hệ với những người phụ nữ khác. Quan hệ như thế nào anh? Dạ, gọi là nếu như phụ nữ thì có thể gọi đó là ngoại tình, nhưng mà theo như mình
quan điểm của mình thì cũng có thể đó là một sự quen biết rồi, nó có một cái xí tình cảm nó nhiều hơn một chút. Nhưng rồi mỗi lần như vậy thì bà xã phát hiện ra thì mình cũng không có gọi là không có dây dưa gì khác nữa. Rồi trong thời gian gần đây thì cũng có một cái việc, đó là trong hồi dịp hè thì bà xã bà có đi vào Sài Gòn thăm gia đình, thì mình ở nhà thì cũng thứ nhất là cũng buồn, rồi anh em bọn mẹ rủ rê nhậu nhẹt, rồi gì cái rủ đi karaoke massage rồi này nọ. Thì bà xã biết được thì nói chung là cái sức chịu đựng chắc là không chấp nhận những cái việc đó của mình, cho nên là bà xã sau đó thì bà xã về thì bà xã cũng có mời mình nói chuyện, là nói chung là bây giờ không còn niềm tin, không còn tình yêu với mình nữa, cho nên thôi hai vợ chồng nên chấm dứt cái hôn nhân. Nói chung là sơ khởi là như vậy, còn chi tiết thì thật ra nó cũng nhiều quá, cho nên mình cũng không biết chia sẻ như thế nào. Tình trạng hiện tại thì như thế nào nè anh? Hiện tại thì vợ chồng vẫn sống chung một nhà, vẫn ăn cơm chung với nhau, vẫn nói chung là thời gian đầu thì căng thẳng hơn, nhưng mà khoảng một tuần trở lại đây thì theo như cảm nhận của mình thì mình vẫn thấy nó có gì đó vui vẻ hơn. Nhưng mà khi mình nói chuyện với bà xã thì bà xã nói là chỉ thương anh thôi, chứ bây giờ yêu thì không còn yêu anh nữa. Cô nói là vẫn còn thương. Thương rồi, nhiều khi mình cũng muốn bày tỏ mình thật sự. Một tháng vừa qua thì mình cũng nhận thức được cái sai của mình, cho nên mình cũng thay đổi rất là nhiều. Mình cũng không đi nhậu nhẹt, cũng không, nói chung là không có ở nhà là nhiều. Rồi cũng mình cũng muốn cứu vãn lại tình cảm gia đình, cho nên mình cũng nhờ tới ba mẹ của vợ, rồi em của vợ, rồi bạn bè của vợ tác động rất là nhiều. Thì vợ mình cũng nhìn thấy hết những chuyện đó, nhưng mà vợ thì cứ nói là thấy anh trước thì thấy chỉ có thương hại anh thôi. Với cùng bây giờ nói chung là vợ nói là thôi bây giờ vợ chồng mình hãy coi nhau những người bạn tri kỷ thì hơn tình bạn, nhưng mà không phải là tình yêu. Bởi vì thật ra bây giờ em không còn yêu anh nữa, không có cảm xúc gì với anh nữa. Anh đang làm công việc gì anh ạ? Mình làm ở cơ quan nhà nước. Còn bà xã? Bà xã thì bà xã lâu nay làm buôn bán thôi vậy. Là cuộc sống hai vợ chồng trước giờ về kinh tế là ổn đúng không ạ? Nói chung thì không phải là giàu có khá giả gì, nhưng mà cũng không phải là mình túng thiếu. Nói chung là cuộc sống kinh tế thì nó cũng đảm bảo vậy. Mặc dù là cũng có lo toan. Đến bây giờ thì thực sự nhà cửa thì nó cũng chưa ổn định, cũng lâu nay cũng phải thuê mướn nhiều. Mình vẫn có một cái nhà, nói chung là nó hơi nhỏ, cho nên mình cho thuê lại, rồi mình đi thuê một cái nhà khác để sống. Như vậy anh gọi tới chương trình ngày hôm nay thì anh sẽ hỏi cô điều gì ạ? Thì cũng muốn hỏi cô là qua cái ứng xử của vợ tâm lý như vậy thì nhờ cô tư vấn giúp thử là như vậy thì vợ có còn yêu mình hay không, có cứu vãn được cuộc hôn nhân này hay không. Rồi vậy bây giờ mình sẽ gặp để trao đổi, trò chuyện với cô, mình cùng tháo gỡ cảm ơn chị. Con mời cô ạ. Chào Phương Huyền. Con chào cô. Con chào cô, rất cảm ơn cô đã dành cho con sự quan tâm. Cô rất vui khi được trò chuyện với một nam thính giả tận Quảng Nam. Con nghe cô rõ không? Con nghe được cô ạ. Tốt rồi. Năm nay hai vợ chồng con được bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay là 40 tuổi dương, là 41 tuổi âm, còn vợ con thì 39 tuổi dương, 40 tuổi âm cô. Hai vợ chồng con thì theo như con nói là con thì làm công chức, còn vợ con thì buôn bán. Không biết là vợ con buôn bán cái gì con ha? Thì trước đây thì vợ con có mở một cái tiệm làm tóc. Rồi có massage chăm sóc về thẩm mỹ cho nữ. Sau đó thì cái làm tóc con thấy nó cũng hơi độc hại, cho nên con mới nói vợ con thôi không làm tóc nữa, chỉ làm cái thẩm mỹ thôi. Chỉ massage này lại chăm sóc rồi cũng đơn giản thôi cô. Ở ngoài này thì cái nhu cầu nó cũng chỉ vậy thôi.
Rồi sau đó thì do tụi con không có điều kiện về nhà cửa phải thuê mướn chuyển nhiều chỗ thì cái công việc càng ngày nó càng đi xuống. Hiện tại bây giờ thì vợ con cũng làm cái nghề về tiền bạc, về đáo hạn ngân hàng rồi này nọ đúng không? Tức là như vậy là có phải là cho thuê à, cho vay không con? Dạ, nó cũng dạng là cho vay tài chính nhưng mà mình chỉ làm nhỏ thôi, lập cá nhân thôi cô. Dạ. Chính vì vậy cho nên con cũng chưa thấy cái gì là yên tâm lắm đúng không? Dạ, về công việc thì thật sự con thấy đôi khi mình cũng muốn cho mà mình có một cái công việc gì đó nó ổn định hơn. Thực ra đó thì làm công chức thì bao giờ nó cũng ổn định, nhưng mà chắc chắn là cái số lương của mình đó, cái thu nhập của mình bao giờ nó cũng khiêm tốn. Thì Dạ trường hợp dạ của con có vậy không? dạ có Trường cô, hợp thưa cô thì bây giờ thì cái mức lương con thì nó cũng được hơn ngày xưa, chứ còn lúc mà mới lập gia đình thì lúc đó nó đồng lương nó cũng eo hẹp mình hơn mới đi làm phải không con? Lúc đó mới ra trường đi làm thì nó cô. eo Dạ hẹp. con, Con cưới năm 2003 phải không con? dạ. 14 năm rồi thì con được hai cháu, mà không biết là nãy cô nghe có lầm không, là hai cháu gái cả phải không con? Dạ. Con hai Thì đứa con gái. cháu đầu là mười mấy tuổi. Dạ, cháu cũng vừa bước qua tuổi 15 cô. Tức là học lớp 9 thì là 14 đúng không con? Dạ, Rồi dạ. bây giờ bước sang tuổi 15, và cháu thứ hai là Dạ. học lớp 6. Dạ. Cả hai cháu nhà con học tốt không ạ? Dạ, nói chung là các cháu cũng học được cô. Không phải là xuất sắc trong lớp nhưng mà các cháu học cũng được. Tức là cháu cũng ngoan ngoãn, học được. Dạ. Thực sự trong gia đình của con á, thì hai cháu có được sự chăm sóc cũng như là được cái sự quan tâm của bố mẹ đầy đủ không con? Dạ đầy đủ cô, con có thể nói cô yên tâm là rất đầy đủ. Tức là mình chăm lo cho con học, và có một cái điều quan trọng đó là con cùng với vợ con để chăm sóc các cháu về tinh thần nữa. Đó. Thế dạ thì dạ gần đây đó thì cái sự việc này không vui trong gia đình nó xảy ra thì các cháu có biết gì không? dạ vợ chồng con cũng nói cho các cháu biết hết cô. Con có thể kể cho cô nghe coi cái mức độ con nói cho các cháu biết là như thế nào. Dạ thì cũng nói rõ là vì ba mẹ không 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 còn yêu thương nhau nữa, cho nên là chắc là trong thời gian tới thì ba mẹ không có quan không còn quan hệ vợ chồng nữa, nhưng mà đối với tụi con thì tụi con cứ yên tâm, thì ba mẹ vẫn là ba mẹ của tụi con, ba mẹ vẫn chăm lo cho tụi con đầy đủ, tụi con không thể không sẽ không thiếu tình thương của ba cũng không thiếu tình thương của mẹ. Thế thì các cháu nó bộc lộ cái suy nghĩ như thế nào, cảm xúc của các cháu ra sao ạ? Ban đầu thì các cháu cũng buồn, nhưng mà sau đó thì các cháu thấy gọi là hai vợ chồng con vẫn sống trong một nhà, vẫn nói chung là vẫn nói chuyện này nọ thì các cháu cũng yên tâm hơn. Nhưng mà khi nói hỏi chuyện thì các cháu nói là các cháu có buồn nhưng mà các cháu tôn trọng quyết định của ba mẹ. Rất là ngoan cả hai cháu phải không ạ? Dạ Rất là tôn trọng bố mẹ. Rồi dạ rồi có một điều mà cô thấy ở con đó, con có nói một cách rất trung thực, có rất là nhiều quan hệ với những người phụ nữ khác quen biết, Dạ. và rồi trên cái như là ngoài cái chuyện mà quen trong giao tiếp thông thường thì có cái tình cảm với nhau, nhưng mà khi mà vợ con biết thì con được dừng lại đúng Dạ. không ạ? Cô hỏi thật con này, cái điều mà khi con lập gia đình đó thì Dạ. con cũng không phải là còn trẻ đúng không ạ? Cũng không lớn tuổi mà không trẻ, tức là ở cái độ Dạ. tuổi mình xác định là mình lập gia đình là Con lúc đó sẽ là con 26 tuổi cô, 26 26 tuổi rồi. 27. Tức Dạ là dạ. ý con cũng là muốn mình tìm một cái mái ấm để mình có thể cùng cái người bạn đời của mình để xây dựng theo đúng như là Dạ. cái tình yêu và cũng là cái trách nhiệm của mình đối với đời sau. Thế thì cô chỉ hỏi con là lúc đó hai vợ chồng con tìm hiểu nhau bao lâu mới cưới? Dạ tụi con gặp nhau là tháng 8 mà đến tháng tháng 5 là tụi con cưới cô. Gần một Là năm. khoảng dạ khoảng 6 khoảng 7 tháng rồi à. Tháng Quen 8 gần một tháng năm thì cưới. dạ Con thì quê Quảng Nam, còn vợ con thì người ở đâu? dạ và con thì người Sài Gòn sinh ra lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê thì ở Quảng Nam gần nhà của con. Tức là quê gốc thì Quảng Nam. Đấy. Như Dạ vậy thì tụi con có nhiều cái thuận lợi đúng không con? Rồi, vậy thì cô hỏi con là khi mà tụi con lấy nhau như vậy đó, mặc dù là gần một năm tìm hiểu nhau, nhưng mà
Khi đó thì vợ con ở trong Sài Gòn hay là ở Quảng Nam? Dạ thì vợ con ở Quảng Nam luôn, bởi vì khi mà Dạ. quen con thì vợ con về ngoài này, nói chung là để tạo điều kiện cho hai đứa gần nhau, vì nhà Dạ. vợ con thì có gia đình cô ở ngoài này cho nên về ở ngoài này. Như vậy là rõ ràng là vợ con chấp nhận thay đổi cái môi trường sống từ thành phố về Quảng Nam. Và Dạ con dạ là có một cái tình yêu rất là lớn đúng không ạ? Thường thường người dạ ta sẽ dạ lôi kéo con vào trong Sài Gòn chứ còn ở đây thì chính tình yêu đã làm cho vợ con có cái quyết định để mà trở về quê. Con ở dạ Quảng Nam nhưng mà con ở huyện nào hay là ở tại thành phố? dạ trước đây thì gia đình con thì ở huyện, nhưng mà từ khi con đi làm thì con ở trong thành phố, thì Dạ, công việc huyện gì con là con? ở trong thành phố. Dạ huyện Duy Xuyên con. À, ở Duy Xuyên. Rồi bây giờ Dạ thì là chuyển về thành phố Tam Kỳ rồi, phải không con? dạ dạ Dạ. Thế như vậy rõ ràng là cái việc mà các con đến hôn nhân với nhau là hoàn toàn là tự nguyện, đúng không ạ? dạ về hai đứa thì đúng là tự nguyện đó cô, Dạ. nhưng mà thật ra lúc mà tụi con đến với nhau, con cũng muốn xin con kể cho cô hơi dài dài một chút, nhưng mà con muốn Dạ, không kể để sao ạ. cô sao, vì thật ra lúc đó thì con bị áp lực rất là lớn từ cả cơ quan con đang công tác và từ cả gia đình, cả mẹ anh chị em họ Vì sao vậy con? hàng. Dạ bởi vì thật ra ngày xưa con là con học ngành công an, À vâng. công việc không làm ở phòng cảnh sát giao thông, cho nên một cái tương lai công việc nó rất là tốt đẹp. Yeah. Còn bên vợ con thì có một người bác là làm cho chế độ cũ, cho Yeah. nên là cái lý lịch nó không đảm bảo, cho nên nếu mà con mà con đánh với vợ con thì con phải chuyển ngành, thì con không thể được ở trong ngành công an. Dạ, cô hiểu. Mà con thì lúc đó con học hành rất là nghiêm túc, đường hoàng bằng cấp ta, cho nên là những người trong cơ quan công an người ta rất là quý, người ta cũng khuyên con rất là nhiều. Mấy tháng trời rồi bên gia đình con thì ba con mất rồi, chỉ còn mẹ con, cho nên mẹ con ba cũng khóc lóc, rồi họ hàng người ta cũng nói rất là nhiều, cho nên lúc đó con cũng rất là bị áp lực, nhưng mà cuối cùng thì con vẫn biết. Tức là con vẫn chuyển ngành Dạ để cưới sau vợ đó con. thì dạ không sao, trước lúc đó thì con chưa chuyển ngành, nhưng mà tụi con chỉ tổ chức ở Sài Gòn thôi, nói chung là giống như kiểu con giáo. Rồi sau đó thì cái công cái việc là sau đó nó cũng dần dần người ta cũng biết, cho nên sau đó thì con mới báo cáo là con xin chuyển ngành, thì sau đó con mới về quê con cưới. Dạ, cô hiểu. Dạ Thế thì con phải xác định đó là một tình yêu rất là lớn đúng không con? dạ Tình yêu sâu đậm. Vợ con thì từ Sài Gòn về Quảng Nam sống với con. dạ Có điều kiện gặp gỡ để mà tìm hiểu nhau để rồi lấy nhau, đó là một dạ cái lớn đúng không con? dạ Rồi bản thân con thì lại chuyển ngành để mà lập gia đình với vợ con. Dạ, thì đấy là những cái gọi là cái bước ban đầu thuận lợi của hai người thật dạ sự yêu nhau. Con có thừa nhận điều đó không? dạ có không? Cái điều mà con hài lòng ở vợ con là điều Dạ là vợ gì? con rất là thương chồng, Tôi xin lỗi. Dạ vâng. và vợ con nói chung là trong vợ con nấu ăn này họ là rất là ngon, Dạ. rồi nói chung vợ con cũng biết làm đẹp này nọ, cho nên là khi ví dụ cũng đi ra ngoài với vợ con thì cũng không có cảm giác là, nói chung mình cũng có một cảm giác là hãnh diện. Dạ vâng. Dạ. Tức là con thấy là con cũng hài lòng về cái cuộc sống gia đình của mình. Dạ Về gọi như là tài chính thì chưa có gọi là giàu bằng ai đúng không con? dạ Chưa có dạ giàu bằng ai. Nhưng mà xét về cái sự ổn định thì gần như là chưa được như ý mình nhưng mà cũng không phải là quá khó khăn đúng không ạ? dạ dạ Rồi hai vợ chồng con lại có hai cháu. dạ Đó. Mà hai cháu thì nó ngoan ngoãn. Theo cái cách mà các con nói chuyện với cháu thì cô thấy là các cháu còn nhỏ tuổi nhưng các cháu biết nghĩ. Và điều quan trọng nhất là cô thấy các cháu rất là ngoan. Hiểu dạ biết. Đấy là cái dạ đáng quý nhất của các con. Cái dạ khi mà con lấy vợ con xong rồi đó thì mọi dạ chuyện công khai rõ ràng và con hài lòng với vợ con. Cô nói ví dụ như khi con đi đâu thì ai cũng khen vợ con chẳng hạn. Rồi trong gia đình dạ thì vợ con cũng biết chăm sóc cơm nước này khác cho chồng con. Thế cái ứng dạ xử của vợ con đối với họ hàng đôi bên thì như thế nào ạ? dạ nói thiệt với cô là trong giai đoạn đào á, vì mẹ con á là không chấp nhận, Dạ vâng.
cho nên là cái quan hệ tiếp xúc giữa mẹ con với lại vợ con rất là căng thẳng. Chỉ có những khi mà lễ Tết thì mới về, nhưng mà cứ mỗi lần về là mỗi lần mẹ con chửi mắng rồi này nọ. Thì lúc đó thì con thật sự con cũng rất là khó xử. Bây giờ vợ con vẫn trách con về cái việc đó là anh không biết che chở cho em này nọ. Mà anh cứ im lặng, vì lúc đó con cứ nghĩ thôi cái chuyện đó là một bên mẹ một bên vợ thôi, cứ để cho hai người giải quyết. Nhưng mà Con chọn cái con thái độ im lặng đúng không? Và vợ con cũng có trách con, thế mẹ có trách con không? dạ, mẹ con thì chắc là không có cơ hội để trách con, bởi vì thật ra xong việc thì tụi con lại đi mất, con với mẹ không ở chung một nhà, Cô hỏi rồi thăm sau đó con nó là nguội rồi thì con mới về lại thì thì đấy cô đang hỏi là cho tới bây giờ thì mối quan hệ giữa gia đình nội ngoại hai bên thì có tốt hơn không? Dạ, bây giờ thì rất tốt con. Bây giờ thì mẹ con lại rất thương vợ con, bởi vì mẹ con bây giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi, biết quan tâm đến mẹ con cho nên mẹ con thương. Rồi. Như vậy nói khác hơn là 14 năm tụi con thành vợ chồng thì càng ngày nó càng có một cái xu hướng tốt hơn. Đúng không con? Thế thì cô đang thắc mắc cái này, con đã chân thành nói thì con cho cô biết luôn là cái đời sống chăn gối của vợ chồng con có hòa hợp, có thấy nồng ấm không? Dạ, con cũng thưa với cô là cái thời gian đầu á thì hai đứa rất là nó hòa hợp trong chuyện đó. Nhưng mà cái thời gian khoảng từ năm con không nhớ kỹ, nhưng mà con qua 30 tuổi á thì con có cảm giác là sức khỏe con nó có đi xuống, cho nên là cái sự gần gũi, cái nhu cầu của con nó dần dần nó giảm dần. Cho nên đôi Cái khi này vợ là con con tự cảm thấy thôi, chứ con có đi khám không? Cái này con cũng có chia sẻ với vợ con, thì vợ con cũng đã định đi khám ở trong Sài Gòn, con nghe nói là có bệnh viện Bình Dân thì nó có, nhưng thực sự đi cô thì con chưa đi khám được. Giờ cô hỏi thật con cái này, là cái tần suất mà vợ chồng con gần gũi nhau là bao lâu ạ? Có 1 tháng. Cái này tụi con nó không có một cái nhất định, nhiều khi cả tháng cũng không có, mà nhiều khi là một tuần. Bởi vì cái khi mà vợ con làm cái nghề rồi sinh em bé rồi này nọ thì nhiều khi là con thấy 2 3 tháng nhiều khi cũng không có gần nhau luôn Nhưng mà cái lúc luôn. đó thì con có thấy con có nhu cầu và con có khó chịu gì không? Dạ có nhu cầu, nhưng mà con thấy nó ví dụ như cái lúc đó nó có nhu cầu nhưng mà sau đó nó cũng qua luôn, Dạ có cô nghĩa là hiểu mà. Cô hiểu cái đó. Nhưng mà đây cô đang hỏi con đó là bắt đầu 30, tức là con đã cách đây 10 năm. Tức là sau khi mà sanh cháu thứ hai xong đó thì con có thấy nó giảm sút đúng không? Và khi mà giảm sút như vậy thì con cũng có nói với vợ con có phàn nàn gì về việc này không? Cái này thì con cũng không, thì con cũng nói với cô là bởi vì thực ra là trong cái nguyên nhân của cái chuyện mà vợ chồng con đến ngày hôm nay á thì nó có một cái phần lỗi của con, là con đi ra ngoài là con cứ cứ kiểu như là cảm tình người này người kia, rồi có những cái cuộc Không, điện cô thoại đang hay chưa là hỏi tới chuyện đó. Cô đang hỏi con là cái việc mà con giảm sút cái đời sống tình dục với vợ con á, thì vợ con có phản ứng gì không, có phàn nàn, có chê trách gì con không? hình như là có đó cô, tức là vợ con cũng không không con cũng không biết dùng từ sao, nhưng mà tất nhiên là không vui vì cái chuyện đó. Tức là không vui. Mà con có bao giờ con nói thật với vợ con là con có muốn đi vào điều trị không? Cách đây khoảng 1 2 năm thì không có nói nào cô, không có nói là lúc nào đó vào Sài Gòn anh đi khám thử. Bây giờ như thế này ha, trước hết cô nói về sức khỏe của con. Thì đúng như vậy, ở bệnh viện Bình Dân có riêng một cái khoa gọi là khoa nam. Đó, dành cho nam giới đó, gọi là nam khoa hay là khoa nam cũng được, thì con vào đó để con có thể kiểm tra cho yên tâm. Bởi vì cách đây đã 10 năm rồi thì rõ ràng giá như hồi mình mới biết một chút sai sót như vậy đó, thì mình có thể hỏi và đôi khi bác sĩ người ta chỉ chỉnh cho mình một chút xíu là xong, hoặc người ta hướng dẫn cho mình cái cách thức. Còn này mình để cả 10 năm rồi thì cô hơi tiếc con ạ. Tuy nhiên thì đấy là cái mà cô đang nói là dù muộn cũng còn không, đôi khi nó lại vấn đề tâm lý nữa. Nhiều khi mình đi khám bác sĩ lại nói là không có vấn đề gì thì sao.
Thế nhưng khi mình lại có thể trở lại bình thường thì cái này đó là người ta gọi là tâm sinh lý mà, cho nên nó quan trọng lắm và nó sẽ nâng đỡ mình rất là nhiều. Thế thì trước hết là vấn đề sức khỏe của con thì con cũng lưu tâm tới cái điều đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ đúng hai rồi. nữa là con nói con là cái người mà cũng hay quen những người phụ nữ khác ngoài gia đình, rồi cũng có một chút tình cảm, nhưng mà cô hỏi thật là chỉ là quen biết rồi trò chuyện rồi cảm mến nhau, chứ theo như con thì 10 năm nay đó thì cái gọi là cái đời sống sinh lý của con nó cũng không có mạnh. Vậy thì nó có mâu thuẫn gì trong chuyện này không con? Con nói thiệt với cô là Ừ. cái này cũng rất là khó chia sẻ với cô, bởi muốn nói thiệt với cô để cô tư vấn cho nó đúng, Dạ vâng, nhưng mà nhiều cô đang khi nghe đây ạ. con nói thiệt quá thì không biết rồi nó có không, rất là khó trả lời cô cái câu này. Như vậy rõ ràng tức là có, đúng không con ạ? Một mặt thì mình thấy là mình sa sút, nhưng một mặt mình vẫn có những cái quan hệ ngoài gia đình. Vậy thì cô hỏi con là có phải vì quan hệ ngoài gia đình mà dẫn tới cái việc con không có khỏe, hay là vì một lý do gì khác? Không phải, con xin khẳng định cô là không phải, bởi vì thật ra những cái việc đó nó xảy ra rất là lâu rồi, ở cái giai đoạn mình đầu tiên gần tụi con mới cưới, chứ còn thật ra với cô là lâu nay thì con không có cái chuyện mà bên ngoài. Dạ. Thế thì Cho nên vậy thì cách đây một tháng thì vợ con lấy lý do gì để vợ vợ con phiền con? Nếu như bây giờ mình không có cái chuyện đó. cô hỏi lại giùm con, bởi vì cái chỗ này nó À, bị âm. con dạ con nó đang nói rằng là cái thời gian mà con mới cưới vợ thì con có những cái quan hệ một bên ngoài, nhưng mà bây giờ đó là lâu lắm rồi thì không có chuyện đó nữa. Vậy thì tại sao một tháng nay vợ con lại bất bình với con để dẫn tới cái tình trạng mà vợ chồng có thể trên một cái nguy cơ có thể tan vỡ? Thưa cô, là vừa rồi á, là trong cái dịp hè là vợ con có dẫn các cháu vào Sài Gòn chơi một tháng, sau đó vợ con có về khoảng mấy tuần, rồi sau đó vợ con lại vào Sài Gòn một tháng để học cắm hoa. Rồi tụi con có bàn với vợ con là đi mở một cái shop hoa, thì có nghĩa là vợ con đi 2 tháng. Thì trong cái đoạn giữa 2 tháng đó thì vợ con có về, nhưng mà rồi cũng có những việc này việc kia, thì thật ra vợ chồng cũng không có thời gian gần gũi với nhau. Thì trong thời gian đó thì con ở nhà thì có nói chung công việc của con thì nó có nhiều cái mối quan hệ anh em bạn bè đó, Cô hiểu. thì buổi chiều cũng hay rủ nhau đi nhậu, hay là những ngày cuối tuần đi nhậu này nọ. Thì trong đó thì có những lúc thì anh em sau khi nhậu thì nó có rủ đi massage, rủ đi hát karaoke mà có nữ tiếp viên đó cô. Cô hiểu. Thì những việc đó thì vợ con biết, bởi vì một lý do là trước đó thì nói chung là vợ con có tính là hay ghen, hay nghi ngờ con, bởi vì công việc của con nói thì của cô là mười mấy năm nay con làm, nhưng mà con rất là hay đi những ngày lễ, ngày cuối tuần con cũng thỉnh thoảng hay đi kiểm tra ở dưới các cơ quan Cô bên hiểu. dưới. Cho nên vợ con nhiều khi là vì những cái chuyện ngày xưa của con, cho nên trong cái tâm lý của vợ con là Bất không biết an. là chồng chồng mình có đi thiệt hay là đi bụt bịch. Rồi vợ con có kể lại cho con nghe là có những lúc mà con đi công tác là vợ con dường như là theo dõi không. Có một bữa là vợ con nghe con về là vợ con chạy qua trước cơ quan con để xem có phải là con đi làm về với những người trong cơ quan hay không. Thì lúc đó vợ con qua thì thấy con ở trên xe bước xuống với anh em, thì vợ con nói là sao nó về thì rất là yên tâm. Rồi có một lần thì con cũng được phân công là đi tiếp khách tiếp khứa, thì vợ con cũng không tin, thì vợ con hỏi ở đâu thì con cũng nói mình đường, thì vợ con cũng xuống đó tìm và thấy con ở trong đó tiếp khách này nọ. Thì vợ con có kể lại là 2 lần vợ con đi kiểm tra thì thấy là có con như vậy, thì vợ con tin. Nhưng mà vì những cái nghi ngờ thì trước khi vợ con đi Sài Gòn cái hè vừa rồi á, thì vợ con có được bạn bè chỉ vẽ như thế nào đó mà có lại có gắn một cái định vị trên cái xe của con, xe máy của con. Cho nên cái chuyện mà vợ con ở Sài Gòn nhưng mà con ở ngoài này cũng đi đâu thì vợ con biết hết, nhưng mà vợ con thì lại không nói. Mà nói chung là cứ chiều nén, thì sau này thì đến cách đây 1 tháng thì vợ con mới nói ra ấy, và mới nói là thôi. Tức là
vợ con cảm thấy vợ con bị sốc và coi như là thực sự là muốn chấm dứt đó, phải không ạ? Dạ. Dạ. À, Vợ câu hỏi con, thăm, con nói đi con. Con nói đi. dạ, theo như vợ con nói là thứ nhất là vợ con mất niềm tin nhà con, bởi vì cái chuyện mà con đi ra ngoài phụ nữ này nọ thì nó cứ diễn đi diễn lại biết. Đó là Dạ. lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là vợ con nói là con vô những chỗ massage mấy chiếc này kia thì đàn ông vô đó thì tất nhiên sẽ dẫn tới những cái chuyện không hay. Dạ. Và bây giờ đó, mỗi lần mà gần gũi con thì vợ con sẽ bị ám ảnh về cái đó, cho nên vợ con không còn cảm xúc với con nữa. Dạ. Dạ. Thì con thấy là con có ân hận về những điều này. Bây giờ rất ân hận cô. Cũng là nhạy cảm, nhưng mà vợ con đã nói một cái điều là vợ con nghĩ là khi con nói con chỉ đi massage thôi, nhưng mà biết là nó sẽ có những cái nhạy cảm không nói ra nhưng mà ai cũng hiểu ngầm, thì có đúng như vậy không con? Dạ, con cũng nói thiệt với cô thì đúng là đi massage thì cũng có lúc mình Dạ không kiềm chế được, cũng có lúc mình dạ không kiềm chế được. Con nói rất chân thành với cô. dạ có hiểu mà, cho nên vợ con nói thì không có sai đúng không ạ, và Dạ con dạ cũng thừa nhận là cái đó là cái mà không có ai, không có một người vợ nào mà lại lại mong muốn cái điều nó xảy ra. dạ Càng yêu chồng thì lại càng muốn là nhưng vợ mà chồng con chung cũng thủy thưa với cô nhau. là cô hỏi thì con nói thật, chứ còn vợ con Dạ. hỏi thì con cũng lấm liếm rồi con nói là thật ra anh đi vô đó anh chỉ mất xa thôi chứ anh không có làm gì Dạ. đấy, Dạ. nhưng mà vợ con không có tin. Dạ. Thì cô đang nói với con là sở dĩ vợ con đưa ra một cái quyết định là để là dừng lại đó, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với con. Có nghĩa là vợ con không phải là không biết mà vợ con không nói thôi. Đúng không con? Cho nên bây giờ đó là con mới đứng trước một cái sự khó khăn xử đó, là vợ con đưa ra cái quyết định này. Chứ không phải là tự nhiên vợ con nông nổi vợ con đưa ra quyết định đâu con ạ. Con thấy không nào? Cho nên một mặt đó thì chính con là người khích lệ vợ con đi học cắm hoa để mình về mình có thể làm thêm một cái công việc nữa để cho gia đình nó bớt khó khăn. Thì cô thấy rằng là đây là một cái điều mà vợ chồng nào cũng muốn xây dựng một cái đời sống kinh tế cho nó tốt hơn. Và con cũng thừa nhận là vợ con cũng chịu khó, đúng không? Dạ. Đó. Chính vì vậy cho nên bây giờ khi mà con đang có một cái gọi là cái khó gọi nó là cái từ gì đó là vợ con đã phải đưa ra một cái điều mà khó khăn với vợ con đó, bởi vì cô nghĩ là vợ con là người mà cũng rất yêu thương con. Đưa ra cái quyết định như vậy nó rất là khó khăn. Nhưng mà con có nghĩ rằng nó giống như là một cái giọt nước tràn ly Dạ có. không? Thì trong Vì khi mà thời gian mà nó xảy ra cái việc này đó, tức là con trong thời gian hè đó, vợ Dạ con biết mà vợ con cứ nín nhịn chứ không có nói gì với con đúng không? Dạ Đó, thì trong từ hè tới giờ con có tiếp tục có những lần đào sát nữa không? Dạ có nghĩa là từ khi vợ con về đây thì con không có đi nữa cô. Dạ. Như vậy là cách đây mấy tháng là mình không có quan hệ, không có này kia nữa. Dạ chắc cũng phải 2 tháng rồi đó cô. Dạ. 2 tháng nay là con không có gì hết. Dạ Tức không. là chỉ đi làm và về gia đình thôi. Dạ. Thì con ví Nhưng dụ những có những cái bữa anh em mà mời thì con cũng chỉ đi khoảng 1 tiếng 2 tiếng là con lâu không về liền. dạ, cô hiểu rồi. Thế thì tại sao mà cái lý do gì mà vợ con để cho tới 1 tháng nay, cách đây 1 tháng vợ con mới bùng phát lên nói những cái chuyện như vậy? Tại vì vợ con về rồi, 2 tháng nay con không có đi những cái hoạt động như thế nữa, thì tại sao vợ con lại bỗng dưng mà lại như thế? Chắc nó phải có một cái gì đó con à. Dạ Con thấy thì thì sao? con nghĩ là có cái việc này cô. Dạ. Tức là con hiện tại con đang đi học một lớp cao học. À vâng, Thì con chịu cao học. trong lớp cao học của con thì có nam có nữ, thì tụi con ở trong này phải chạy ra Đà Nẵng học, cho nên là mười mấy người mới thuê một chiếc xe để đi. Dạ. Thì trong đó thì có một người nữ khoảng 20 mấy tuổi thì họ làm cái việc là họ thu tiền này nọ ở trên xe, thì họ hay liên lạc anh em nào đi trễ đi sớm họ điện có đi hay không. Thì trong một nhóm thì lâu ngày đi chung với nhau thì nó cũng thân. Thì Dạ. người người phụ nữ đó thì nói chung là cũng thân với con nữa. Ngoài 20 tuổi là bao nhiêu tuổi? Bây giờ hình như là 25 cô.
Dạ, có gia đình chưa? Dạ chưa luôn. Dạ vâng. Cũng là Thầy công chức. có, dạ không có biết, dạ nhưng mà có người yêu rồi cô, thì Dạ. cũng nói rõ thì trong máy điện thoại con thì lưu số của người đó, mà người đó có dùng hai số cho nên con lưu cả hai số. Dạ. Thì có một buổi tối thì lúc đó con ở nhà một mình, thì người đó cũng, con với người đó có liên lạc với nhau mà nó cũng hơi khuya, khoảng 11 giờ. Thì sau này vợ con có về rồi có in cái bản kê cái cuộc gọi đó cô, Dạ. tức là vợ con thì có người bạn làm bên cái công ty điện thoại cho nên thường vợ con cũng hay kiểm tra điện thoại của con bằng cách là như Dạ. vậy. Thì sau đó vợ con mới xem, thì vợ con có nghi ngờ có hỏi con, thì con cũng, nhưng mà con cũng có giải thích cho vợ con. Nhưng mà sau đó thì chuẩn bị tụi con đi học lại, thì con cũng có nói cho vợ con nghe là anh chuẩn bị đi học lại, thì con nghĩ là cái việc chuẩn bị con đi học lại nó gợi nhớ tới cái chuyện kia, rồi vợ con cảm giác là cứ phải đi lo nghĩ vào cái chuyện này nó Dạ. nhức đầu quá, cho nên vợ con cũng nghĩ là, vợ con cũng đó cũng là một phần lý do, có đúng không, biết là con nói có đúng không. Dạ, tức là đây là mình đang phỏng đoán không con? Dạ con đang phỏng Dạ, đoán luôn. bởi vì nó rơi vào một cái tình huống là có những cái cuộc điện thoại mà nhiều lần lặp lại như vậy không ạ? Dạ nếu mà nói về điện ban đêm thì chỉ có một lần đó thôi cô, Dạ, thời còn gian lâu ban không ạ? ngày lâu là như thế nào cô, cái Ví buổi dụ tối như đó cô cuộc hả? điện đó nó kéo dài trong bao nhiêu thời gian? Dạ hình như con nhớ là con cũng điện một vài phút gì đó, thì nhắn tin mấy cái tin gì thôi cô, chứ không phải là Dạ. nói rất là nhiều. Mà tự tin thì nó chỉ là cái tin chung chung hay là có một cái bộc lộ cảm xúc yêu thương gì không? Dạ không, tin chung chung thôi cô, Dạ, bởi tin vì chung. sau đó thì vợ con có lái máy của con nhắn qua cho người đó một cái tin, đó là anh nhớ em, nói chung là vợ con muốn thử thử. Nhưng mà người đó trả lời lại cũng rất là bâng quơ gì đó, thì vợ con không biết là vợ con có nghi ngờ nữa hay không thì con không rõ. Dạ. Nhưng mà cái tức là bây giờ mình đang thấy là cái thời điểm mà cách đây tháng á, là vợ con đòi chia tay với con Dạ. thì con mới nhớ lại là có những cái chuyện như vậy, còn cách đây 2 tháng là con đã ngưng không có những cái mối quan hệ bên ngoài gia đình đúng không ạ? Dạ. Dạ. Vậy thì khi mà vợ con nói là chỉ còn thương con thôi thì có đòi ly hôn không? Dạ vợ con thì nói là chắc là mình cũng chưa cần phải ly hôn, cho nên vợ con nói thôi bây giờ chỉ coi nhau là bạn bè thôi. Dạ. Chỉ còn vợ Dạ. con nói là vợ con có cho con một cái hẹn là hết tháng giêng thì sẽ quyết định, Nhưng Tây không còn dạ tháng giêng âm lịch đó cô, tức là hết à, thế là sau Tết. Tức là sau dạ Tết sao. thì vợ con sẽ nói là có thể là sẽ tiếp tục hoặc là không đúng không ạ? Có câu trả lời Dạ, đúng không? dạ, dạ. Dạ. Thì con từ nay con nghĩ tới cái gọi là cái hẹn như vậy đó thì con có suy nghĩ điều gì không? Dạ, thì vợ con cũng có nói là thôi cho nhau một cái thời gian để mình bình tâm lại, rồi mình xem thử tình có muốn có cần với nhau hay không. Có còn yêu thương nhau thì trả lại, Dạ. còn không thì sẽ dứt khoát. Dạ. Nhưng mà trong cái nói chuyện hàng ngày thì đôi khi vợ con lại nói thế này cô, vợ con nói là thật ra là em muốn để cho anh vơi đi từ từ, anh quen dần dần, chứ còn em thì em sẽ không quay lại. Cho nên Dạ. là cái con cũng cảm nhận trong cái lời nói của vợ con nó cũng nhiều khi nó cũng mâu thuẫn với nhau lắm, Dạ. con cũng không biết như thế nào là đúng. Mâu thuẫn tức có nghĩa là ý con muốn nói là lúc thì vợ con muốn có quan hệ, Dạ, có nghĩa là tức muốn là lúc vợ thì vợ chồng con, vẫn nối tiếp tục, hai nữa là có lúc thì vợ con muốn dừng lại cuộc hôn nhân này, vợ đúng tên là như thế. Và con cảm thấy con khổ tâm mà con có một cái gọi là cái phân vân lắm, không biết là vợ mình sẽ quyết định như thế nào đúng không con? Đây chính là cái mà cô muốn muốn chia sẻ với con, và cô thấy rằng hình như trong cuộc sống ngày nay đó, người ta có quá nhiều cái mối quan hệ, có quá nhiều cái cám dỗ, và người ta hay lấy lý do là tại vì phải đi giao tiếp, tại phải đi gặp gỡ, tại phải nó ngàn là một lý do. Nhưng sau cái chuyện này đó, cái chuyện mà con thực tế con trải nghiệm đó, thì con suy nghĩ như thế nào?
về cái giá trị của hôn nhân, cũng như là về cái mình gọi như mình chiều cái bản thân mình để mà thỏa mãn những cái gọi là những cái niềm vui riêng của mình ấy, thì con thấy thế Dạ, nào? con nói là với cô là một tháng trở lại đây con mới thấy cái gia đình nó rất là thiêng liêng. Con cảm giác là nó không có gì đánh đổi được. Ngày xưa đến giờ thì đôi khi con cứ cảm thấy nó rất là bình thường. Mình đôi khi mình cứ nghĩ chắc mình đi chơi đi vợ cũng không biết đâu. Nghĩ Đó đơn là, giản ha. dạ con nghĩ rất là đơn giản. Với lại con nghĩ là mình đi chơi này thì đàn ông ai cũng đi chơi đại chứ không phải mình đâu. Đôi khi con cũng tự 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 ru ngủ mình như vậy. Chứ còn cô hỏi Coi con như là mình là không bỏ vợ bỏ con đúng không? ý, dạ, cô hỏi con Luôn là ý luôn một. khẳng định là không bao giờ bỏ vợ bỏ con. Dạ. Đi chơi đi vui này kia là vui vẻ vậy thôi. Dạ Đó là con nghĩ đơn giản như vậy đúng không? dạ. Dạ dạ. Thế thì một tháng nay khi vợ con nói cái điều mà có thể đứng trên cái bờ vực đó, ha, có thể Dạ. nói là hôn nhân con đang đứng trên bờ vực như vậy đó, thì Dạ. con có thể nói rõ hơn một chút là con cảm nhận cái gia đình nó quý là như thế nào? Dạ, con cảm nhận là nếu bây giờ con mất gia đình, thứ nhất là con rất là cô đơn. Thứ hai nữa là con cũng không biết nói sao mà con thấy là vợ mình, con mình tự nhiên bây giờ mình mất hết, mình giống như mình không còn cái gì ý nghĩa trên cuộc đời này nữa. Nó có từ thiêng liêng con cũng không diễn tả được, nhưng mà con nói chung là con lấy giữ vật chất và tinh thần thì cũng nghĩ là vật chất thể làm ra được, nhưng mà mất gia đình thì nó không còn gì nữa. Dạ. Thì cái này đó con có bị dằn vặt nhiều không? Dạ thì cô thì ngày nào con cũng dằn vặt hết, con cũng tìm đủ cách, con tìm tới cha mẹ của vợ con, tới anh chị em, tới bạn bè, con cũng mê tín, con cũng đi xem này nọ đủ thứ với con. Khi có bệnh thì vái tứ phương ha, cái đó thì cô Dạ thông cảm với con. Nhưng dạ có một dạ cái điều quan trọng, không phải là vợ con thay đổi con, mà cũng dạ chẳng phải ai tác động tới con, dạ mà cho đến giờ phút này đó, cái mà cô muốn hỏi con đó, một người đàn ông có bản lĩnh, có học và có một cái tình yêu nồng cháy đối với vợ mình, nói một cách khác hơn là khi mình chuyển ngành theo cái, vì mình lập gia đình thì có những cái quy định riêng của ngành, dạ và vì tình yêu mình cũng đã dám hy sinh cái sự nghiệp để mình chuyển ngành, Dạ. để mình lấy được cái người mình yêu. Con có nghĩ đó Dạ. là một tình yêu to lớn, một cái tình yêu nó sâu sắc và nó cháy bỏng không? Dạ có cô. Dạ Tức con có. là con nói đi con. Dạ, có nghĩa là bây giờ nhìn lại cái cuộc tình và cái cuộc sống gia đình thì con thấy nó rất là lớn lao với con. Không phải là hiện tại con ha, mà cô Dạ. đang ôn lại là cái ngày mà con quyết định đó, con đến với vợ con đó, kể cả lúc đó mẹ con cũng có thể giận hờn con này khác, nhưng mà con vẫn lấy vợ con ha. Và thực ra thì ngành cũng có quy định của ngành, nhưng mà cũng rất là tôn trọng, cũng rất là tiếc con, nhưng mà vẫn tạo điều kiện cho con có thể đến với hạnh phúc. Như vậy là lúc con chọn lựa là con đã đạt được cái hạnh phúc mà mình mong muốn. Và khi mà con có nói với cô rằng là vợ con từ một cái người mà làm cho mẹ con thất vọng, bởi vì con, vì vợ con mà con bỏ sự nghiệp mà, nói một cách nôm na dễ hiểu là như vậy đúng không ạ? Tức là lúc đầu là mẹ chồng không có hài lòng với cái cô con dâu này, nói khác hơn là cô con dâu là một cái gì đó làm thay đổi cái trật tự, làm đảo lộn tất cả về tương lai sự nghiệp của con trai mình. Thế nhưng mà cũng chính con đã mô tả rằng là sau này thì chính mẹ con và vợ con lại rất yêu thương nhau. Bởi vì cái cách sống, cái cách cư xử của vợ con khiến cho mẹ con hài lòng. Đúng không ạ? Cho nên con cứ suy nghĩ xem coi là thực lòng đó, mình kiếm được bao nhiêu người như vợ con. Nghĩa là mình biến hóa từ một cái mà mẹ con không có thiện cảm, mà bây giờ mẹ con lại gắn thắm thiết với vợ con. Thì đó là cái ý thứ nhất mà cô muốn nói để con suy nghĩ. Cái ý thứ hai nữa đó là
con nói rằng là vợ con có nghi ngờ, có ghen á, thì liệu đây có phải là nhược điểm của vợ con không? Dạ, nói chung là cũng nhiều người đánh giá là vợ con ghen. Con cũng biết là vợ con ghen, dạ. Nhưng mà con nghĩ là cũng không phải là nhược điểm, thì con không khó chịu về chuyện đó luôn. Bởi vì vợ con ghen có đúng không? Dạ đúng không? Đấy chính là cái mà nãy giờ cô đang tìm coi. Và cô cũng muốn là lý do làm sao mà con lại sao nhãng gia đình. Tại vì đó, con nói rằng là con yêu vợ con tới mức độ đó và vợ con cũng yêu con tới cái mức độ là bỏ thành phố để mà về với con. Tức là hai người yêu nhau. Nói khác hơn là tình yêu của ai cũng nặng hết á, sâu nặng hết á. Và đó là hiếm lắm. Con có thể không tự phân tích mình được một chút được không cô? Con tự thấy mình, con có xem một cái số của cô nói về đào hoa, con tự thấy mình cũng bị đào hoa rồi, cái tính con hình như trong cái chuyện tình cảm đôi khi con thấy con cũng không nghiêm túc cô. Ham vui, dạ, có Dạ có, nếu mà nói về không? bạn bè thì con đang nói về cái chuyện mà đi massage hay đi karaoke này nọ, thì thường bạn bè rủ rê thì con rất là ít từ chối, mặc dù cũng biết là Chà vợ con không để. thích. Dạ, mặc dù cũng biết là vợ con không thích, biết giờ đó là trễ rồi, nhưng mà người ta cứ chèo kéo thì con là cứ nghĩ thôi thì đi với họ một tí rồi mình về cũng không sao. Thì đó là con đang nói về cái chuyện là gọi là chơi bời đó cô ha. Còn con nói về cái chuyện trai gái á, thì cái chuyện đó thì không có ai mà rủ rê con rồi. Tự con thấy mình cũng không nghiêm túc, tự thấy con thấy mình có vẻ như mình cũng sao, mặc dù là con rất yêu thương vợ, con không bao giờ nghĩ tới chuyện là con đánh đổi vợ con để con đi tới một bước nữa hay là mù mịt lăng nhăng gì hết. Nhưng Cô từ hiểu lúc con mà. nhưng mà cái khi mà con gặp một người nào đó mà tự nhiên mình thấy cảm mấy á, thì tự nhiên lại mình lại cứ giống như Dao kiểu động. muốn muốn lan sang, muốn làm quen, muốn này nọ, mặc dù là mình biết là cũng chẳng để làm cái gì ấy, nhưng mà cũng chẳng biết là vì sao cái người con nó lại có một cái tính kỳ cục vậy. Con có thấy là mỗi lần mà con làm quen với một người phụ nữ, thì con có thấy là con vui và con cảm giác mình có giá không? Dạ hình như là có con này. Tức là một ông đàn ông mà có vợ hai con rồi mà vẫn được người này người kia có thiện cảm với mình, rồi mình có thể tiến tới người ta vẫn đáp ứng lại những cái gì vân vân và vân vân, nhưng là cái lòng tự tự ái của cái gọi là cái tự cao của mình, cái tự kiêu của mình, tức là cái nói khác hơn là cái sĩ diện của người đàn ông nó được rê vuốt, đúng không con? Và Đúng cảm rồi. thấy là mình cảm thấy mình thoải mái, mình thỏa mãn lắm. Mặc dù xác định là chuyện đó nó không đi đến đâu, nhưng vẫn thích. Và đây chính là cái mà cô đang nói với con đó, là người ta vẫn nhắc nhau là bao nhiêu tuổi thì cũng cũng phải cẩn thận. Bởi vì ngoài cái đời sống gia đình, mình luôn luôn mình khẳng định là mình không bỏ vợ bỏ con, nhưng mà mình vẫn rất là nhẹ dạ, rất là ham vui ở cái chỗ là đấy, đi rủ đi karaoke nó đi chút rồi về, nhưng mà ham nghĩa là mình nể bạn bè mình đi, nhưng mình không biết mà vợ mình ở nhà buồn như thế nào, đúng không con? Rồi cái chuyện mà mình đến với ABC thì cái này đúng, cô rất quý con ở chỗ là mình tự nhận về mình là mình sai, cũng chẳng ai rủ rê mình được, đúng không? Mình không thể đổ thừa được, tại vì bạn người ta yêu cô này rồi yêu cô kia rồi mình bắt chước theo, không phải, cái đó không được đó. Và mình thừa biết rằng là những cái nơi chốn nó nhạy cảm đừng có đến, bởi vì mình là con người chứ không phải là cỗ máy con ạ, không phải là robot. Cho nên Con là hiểu. nếu mà mình có sa ngã thì cái đó là tự mình dấn thân vào chứ đâu có ai rủ mình đi Dạ đâu dạ dạ đó. Mà đã vào trong một cái bối cảnh như vậy thì làm sao mình có thể giữ mình được, đúng không con? dạ con hiểu Đó đó, chính vì vậy cho nên đó, là nhiều khi mình phạm cái lỗi cái tội trong chỗ không ngờ, dạ tại mình cứ cũng không có gì đâu, mình cũng có làm gì, mình cũng bỏ vợ bỏ con, mình vui vui vân vân, dạ đó là cái suy nghĩ giản đơn hết con ha. Và cái dạ thứ hai nữa, cô nói cái này con đừng giận, nhiều dạ khi chính 10 năm nay con giảm sút cái phong độ nam giới đó, thì đôi khi đó con cũng muốn xác định khẳng định xem coi là mình có thực sự là mình có còn sức lực không, có vân vân và vân vân, thì có khi nào cái điều đó nó chiếm lĩnh tâm trí con không?
nó không có chiếm lĩnh nhiều nhưng mà cũng có đôi khi nó cũng có thoáng qua một chút thôi, Dạ, tức là tức là nó không mình nhiều phải không con? dạ con Dạ. Có khi không nào phải con là nghĩ con là con tự đi ti những không? không phải đến những chỗ đó để mà coi thử mình còn khỏe hay không, mà Dạ, coi như không phải là chứng tỏ bản lĩnh đàn ông ở chỗ đó đúng không con? có thể là sao con nói cho thật với cô là đôi khi cái dục vọng của con không thắng được, con Không nói thắng vậy được phải cho không ạ? Dạ, tức là như con vậy không thắng rõ được cái ràng. dục vọng. Dạ, cô hiểu. Dạ. Và đó chính là cái mà mình, khi mà mình phân tích được cái này thì sau này cô tin rằng là con sẽ dè dặt hơn, thận trọng hơn. Mình biết là mình yếu đuối đó, thì mình đừng đến những cái chỗ nhạy cảm cô đã nói rồi, đó là nó chẳng qua là mình không thắng được mình thôi. Mà biết mình đã như vậy mà mình lại vào một cái nơi nhạy cảm thì cô nói con mình thua chắc à. Cho nên người ta hay nói là chiến thắng mọi thứ không khó đâu, mà thắng bản thân mình là cái khó nhất, bởi vì chỉ có mình biết mình làm gì thôi. Đó, cho nên cô nói điều đó để thấy rằng là ở đây không có nói rằng ai ép ai, mà là cái gọi là đôi khi mình dễ dãi, mình chiều mình, hoặc là mình tặc lưỡi một cái cho nó qua đi, mình nghĩ mình có gì, vân vân. Bởi vì hầu hết các bạn nam giới ở độ tuổi của con thì đều nghĩ rằng là tôi không bao giờ bỏ vợ bỏ con tôi đâu, đó chỉ là vui chơi, đó là chỉ là qua đường, đó là vân vân. Thì sau đó thì cái kết quả của nó lại không đơn giản như mình nghĩ. Và bây giờ chắc chắn là con là cái người thấm thía nhất cái điều này. Đó, và cái ranh giới giữa cái việc mà vợ con có chấp nhận quay trở lại hay không nó còn là một ẩn số. Mình chưa biết được. Và chỉ có một điều cô chỉ nói với con rằng là cái mà cô quý con đó là con vẫn muốn tiến thân, con vẫn muốn học hỏi. Bởi vì con học ở đây á, không phải chỉ là lấy cái học vị cho con, mà chính cái gương cho con cái. Đó. Và rồi dĩ nhiên là khi mà con có học vị thì chắc chắn sự nghiệp của con rồi nó cũng thăng tiến theo. Nó là tỷ lệ thuận mà con. Đúng không ạ? Dạ. Thế thì cô nói rằng là bên cạnh những cái ưu điểm của con như vậy thì con vẫn vướng vào những cái chuyện mà cô nói rằng là không ai suối bày mình hết, mà mình phải nói thật với vợ rằng là đó là lỗi của anh. Thì cô nghĩ rằng là vợ con hiện nay đó vẫn chưa nói cái lời tuyệt tình nhưng mà tổn thương. Con nghĩ là có đúng có không? Cái sự tổn thương Con trong giờ cái tâm tổn lý thương của là vợ con. giờ có rất là nhiều Nha. luôn. Nha. Mà đã gọi là vết thương đó, là sự tổn thương thì nó phải có thời gian, nó cần có thời gian. Cho nên cô đề nghị các con rằng chuyện xảy ra một tháng nay thì chắc chắn là con cũng đã điều chỉnh lại cái sinh hoạt của con rồi đúng không? Nha. Và cô cũng không không nghĩ rằng là con trong giai đoạn này con cố gắng con tỏ ra hoàn thiện, phục thiện để chỉ nó cho nó qua việc, rồi sau đó rồi nếu mà vợ chồng hòa lại với nhau thì mình lại tiếp tục, thì chắc con không nghĩ điều đó đúng Dạ không? không cô, con đã quyết Dạ tâm là con sẽ bỏ hết, dạ con không cái điều quan trọng nữa con ạ, con nhớ là con có hai cô con gái. Con nghĩ gì nếu như các cháu biết được là bố mình như thế thì cháu nó sẽ như thế nào? Nó sẽ mất một cái niềm tin ở nam giới, và khả năng đôi khi đó nó có những cái hậu quả lâu dài là sau này các cháu nó trưởng thành đó, có khi nó ngại không muốn lập gia đình là bởi vì thấy bố mình như vậy đó. Con đã nghĩ tới điều này chưa? Dạ chưa các bạn. Dạ vâng. Đấy chính là cái mà cô vẫn thường nói với mọi người rằng là nhiều khi đó trên đường mình đi đó nó có nhiều cái thử thách, nó có nhiều cái cám dỗ lắm. Và lúc mà mình bị dao động, mà mình bị sa ngã thì mình không hề nghĩ tới cái kết quả, cái hậu quả nó như thế nào. Cho nên cô nghĩ như thế này con ạ. Trước hết là cô rất cảm ơn con đã tin cậy chương trình để mà gọi về cho chương trình. Bởi vì không dễ gì để mình bộc bạch một cái câu chuyện của mình. Nó đáng lẽ nó phải che kín, giấu kín nhưng mà mình nói ra được. Thì trước hết là tấm lòng con nó nhẹ nhõm. Thứ hai nữa đó là cô đề nghị với con thế này. Cô nghĩ rằng vợ con vẫn còn yêu con chứ không phải là đã hết tình với con đâu. Nhưng mà
có những điều vợ con không tin con. Dạ, đúng rồi Cho nên cô đề nghị với con đó là con hãy duy trì những cái gì gọi là tốt nhất, những cái gì con gọi là cái giá trị của hôn nhân đó, con phải giữ cho nó tròn trịa và thậm chí là phải làm cho gia đình nó nồng ấm lên. Và con hãy mời vợ con nghe lại cái chương trình này. Con hãy mời vợ con nghe lại, hai vợ chồng cùng nghe. Để rồi đó, con đừng có sợ là thôi nói với vợ mình nghe nói hết, mà nói với chương trình mình nói hết. Mà ở đây chính là cái tiếng lòng của con, cái sự chân thành của con. Không biết là khi nào là chương trình cái số này nó sẽ có để con. Lát nữa thì chắc là chị Phương Huyền chị sẽ nói, nhưng cô đang nói với con là cô muốn đề nghị con là con mời vợ con, hai vợ chồng cùng nghe, và con hãy nghe được cái sự góp ý cũng như là cái phản hồi từ phía vợ con, và đừng có ép là vợ con phải trả lời ngay, mà con hãy nói rằng là thông qua chương trình con đã bộc bạch hết tất cả những cái gì và những cái nguyện ước của con đối với gia đình nhé, và sau đó hãy để cho vợ con tùy cái gọi là cái quyết định của vợ con. Hai con ha. Thế thì đó là cái đề nghị của về phía con. Và cái thứ hai là cô cũng muốn nói với vợ con một điều rằng cô chỉ mới nghe từ phía con thôi, và cô cũng mong đợi và chương trình cũng mong đợi là vợ con sẽ gọi lại cho chương trình, và lúc đó cô sẽ được trò chuyện với vợ con. Cô nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái, hãy coi cô như là một người bạn, chương trình là một người bạn thực sự, để các con có thể nói hết và hết những cái nỗi lòng của mình, hết những cái tầm ức của mình, thì lúc đó mình sẽ tìm ra được một cái giải pháp cho nó phù hợp. Thì cô đề nghị với con đó là cô chỉ chia sẻ với con, và một lần nữa cô chỉ nói với con một điều rất đơn giản thôi. Khi mình nhận ra được, mình hiểu được thì chắc chắn mình sẽ thay đổi hành vi, suy nghĩ, và đặc biệt là sẽ bảo vệ cái tổ ấm của mình theo đúng cái cách của một người nam giới. Đó là cái mà cô muốn chia sẻ với con. Hy vọng rằng là cô sẽ còn được trò chuyện với vợ con, với gia đình con. Nhé con nhé. Con rất cảm ơn cô và chương trình. Dạ, chào con. Con xin chào cô. Dạ vâng, hôm nay thì cô đã dành nguyên chương trình để trò chuyện với anh. Bởi vì thực sự thì Phương Huyền thấy là vấn đề của anh có lẽ nó không phải là vấn đề riêng, mà rất nhiều thính giả đêm hôm nay nghe chương trình cũng sẽ rút ra được nhiều điều, có thể là từ câu chuyện của mình. Và nhưng mà không nhiều người có được can đảm như anh. Cái may ở chỗ là hồi nãy anh có nói đó, là trong khoảng một tháng gần đây thì anh cảm nhận được rằng hôn nhân nó quan trọng như thế nào, gia đình quan trọng như thế nào, và anh cần phải níu giữ nó. Và thật sự là cảm thấy rất là vui khi anh nói rằng anh muốn hỏi cô rằng làm sao để giữ hôn nhân, và quan trọng hơn nữa là từ những cái cách cư xử đó của bà xã anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua, những khi mà anh có vấn đề, thì sau tất cả điều đó thì chị còn yêu anh hay không. Và ngày hôm nay anh đã trải lòng hoàn toàn với cô, với tất cả thính giả. Có những điều mà Phương Huyền nghĩ rằng không phải người đàn ông nào cũng có thể nói ra được trong chương trình, khi mà bao nhiêu người đang còn theo dõi như vậy. Anh có nói rằng là mình không thắng được dục vọng, và điều đó nó khiến cho anh có những cái chuyện mà có những lần nó sa ngã, và thực sự nó làm cho anh bây giờ cảm thấy rất hoang mang về hôn nhân cũng như về hạnh phúc của mình. Thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình, và có thể là qua đầu tuần thì chương trình này sẽ được đăng tải trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Anh chọn nghe FM, chương trình kênh của FM99.9, sau đó anh chọn trò chuyện đêm khuya để mình cho bà xã nghe lại. Và nhớ cô dặn ban nãy đó, là mình không đặt câu hỏi và chờ câu trả lời ngay, mà để cho chị có thời gian suy ngẫm, cũng như cũng rất mong rằng sẽ nhận được cuộc gọi từ chị. Cảm ơn anh đã gọi đến chương trình, cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau.